không khí sau 24 giờ lấy ra được cái này. Cái này là theo phương pháp lấy mũ bằng cao su bằng khí nè, giờ áp dụng cho cây nhãn trơn mình làm thực hiện thử. Đây là mũ trơm lấy theo phương pháp mới. Ngày xưa người ta lấy mũ trơm đi quét nước với đồ ăn hại. Ừ. Lấy theo. Đây là dâm đầu tiên của lấy mũ trơm. Chỉ cần đục cái lỗ nhỏ xíu như thế này rồi mũ trơm nó chảy ra được phần này. Đục lỗ khoảng bao nhiêu ly? 3 ly. 3 ly.